Suy niệm lời Chúa thứ hai tuần 31 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc. Suy niệm. Được mời dự tiệc, Chúa Giêsu thấy khách được mời có một điểm chung. Họ được mời vì được đáp lễ, hoặc sau này chính họ sẽ đáp lễ lại việc họ được mời hôm nay. Từ tục lệ có qua có lại trong đời sống xã hội, Chúa Giêsu hướng chúng ta quan tâm đến thành phần thường bị gạt ra bên lề xã hội. Những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Và bằng cách này, Ngài nêu lên sứ điệp cốt lõi của tin mừng là phục vụ vì tình yêu vô vị lợi, không cầu được đáp đền mà chỉ mong được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Từ xưa, dân ta đã coi việc một thi ân bất cầu báo như một đạo lý cao quý, nghĩa hiệp. Chúa Giêsu đã nâng tinh thần đó lên tầm mức thần linh khi Ngài đồng hóa mình với những người nghèo khổ, đến nỗi ai thi ân cho họ là thi ân cho chính Ngài. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Lối sống Kitô hữu không phải là để cho đi, để nhận lại cái gì đó, mà là nhìn thấy Chúa và phụng sự Ngài nơi tất cả những người anh chị em mà mình phục vụ, và chỉ để nhận lại sự ban thưởng là hạnh phúc bên Chúa mà thôi. Sống lời Chúa hôm nay, ta hãy làm việc bác ái để phục vụ người nghèo khổ như là phục vụ chính Chúa đang hiện diện ở nơi họ. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào khác, là được biết con đang thi hành ý Chúa. Amen.